Chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube Cuộc Sống Hôm Nay. Chúng tôi luôn mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất. Còn bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình. Nhận tin sốc, Ukraine huy động 14 lữ đoàn để phản công. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng 14 lữ đoàn của lực lượng vũ trang Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch phản công nga năm 2024. Theo giới truyền thông Nga, chính quyền Kiev đang không đánh giá được đầy đủ thực tế ở khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt ở phía đông bắc Ukraine, đặc biệt là khu vực Kharkov, nên đã có những tuyên bố hết sức khôi hài. Theo đó, trong khi lực lượng vũ trang Nga đang đè bẹp quân đội Ukraine dọc toàn bộ vật trận dài hơn 900 km, thì Tổng thống Ukraine Zelensky vẫn đang nói về một cuộc phản công trong tương lai. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Mỹ Bloomberg, người đứng đầu chính quyền Kiev tuyên bố rằng 14 lữ đoàn của lực lượng vũ trang Ukraine đã được thành lập và sẵn sàng cho một cuộc phản công, nhưng hiện tại, việc thiếu vũ khí đang ngăn cản hành động quy mô lớn diễn ra. Tổng thống Zelensky một lần nữa cáo buộc phương Tây chậm trễ trong việc cung cấp thiết bị và đạn dược, trong khi vài chục nghìn binh sĩ nước này đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc quyết chiến với Nga. Theo biên chế, mỗi lữ đoàn sẽ có quân số từ 3.500 đến 4.000 người, nên 14 lữ đoàn sẽ có tổng quân số lên tới 50.000 người. Chúng tôi có 14 lữ đoàn thiếu biên chế, không có vũ khí thích hợp. Vấn đề cung cấp đã được thảo luận và chấp thuận, các chuyến hàng sẽ đến nhưng thật không may, chúng đến chậm, ông Zelensky nói. Điều này được cho là tương tự như tình trạng của quân đội Ukraine trong cuộc phản công mùa hè năm 2023. Chiến dịch lẽ ra phải diễn ra vào mùa xuân khi quân Nga chưa kịp củng cố thế trận phòng thủ vững chắc ở Zaporozhye. Chúng ta hãy lưu ý rằng trong cuộc phản công năm ngoái của lực lượng vũ trang Ukraine, có từ 15 đến 19 lữ đoàn tham gia cũng như nhiều lực lượng dự bị từ lực lượng phòng vệ lãnh thổ. Các đơn vị được trang bị những thiết bị tiên tiến nhất của phương Tây, bao gồm xe tăng Leopard 2A6 của Đức và xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley của Mỹ. Tuy nhiên, các hoạt động tấn công của quân đội Ukraine đã hứng chịu tổn thất rất lớn và chỉ giành được một mảnh đất rất nhỏ ở khu vực Rabotino, vùng Okyu và ngôi làng này hiện nay đã trở lại quyền kiểm soát của lực lượng vũ trang Nga. Đáng chú ý là trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV, ông Zelensky không chỉ tuyên bố chuẩn bị cho một cuộc phản công mà còn thông báo về một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột, điều mà chỉ trong một tuần qua, nhà lãnh đạo Ukraine đã vài lần nhắc đến. Tổng thống Ukraine lưu ý rằng đại diện của Moscow nên được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine lần thứ hai, nhưng ông nghi ngờ khả năng tổng thống Nga Vladimir Putin trực tiếp tham dự sự kiện này. Nguy cơ cuộc chiến với phương Tây hậu xung đột Ukraine theo phóng viên chiến trường Andrei Rudenko, sau chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga có thể sẽ phải tiến hành một cuộc chiến giới phương Tây. Phóng viên chiến trường VRTRK, presolikaya Gosoza Svenia Televisandia Radio Vetratelia Kompania, tức công ty phát thanh và truyền hình trung ương toàn Nga, Andrei Rudenko cho rằng, xung đột Ukraine sẽ sớm kết thúc trong tình trạng đóng băng, nhưng Nga nên chuẩn bị cho một cuộc chiến tiếp theo với phương Tây. Theo ông, cuộc xung đột với phương Tây Ukraine sẽ sớm kết thúc, nhưng Moscow sẽ cần phải chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo được dự báo là sẽ gây gò hơn và khốc liệt hơn nhiều. Rudenko tin tưởng vào mưu đồ của phương Tây vốn đang chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo, sau khi họ nhận ra rằng cuộc chiến Ukraine sẽ không thể đánh bại được Nga, thậm chí là làm Nga bị suy yếu. Theo ông, phương Tây sẽ đóng băng cuộc xung đột hiện tại. Điều này sẽ sớm xảy ra, nhưng không nhằm ngoài mục đích chấm dứt hoàn toàn xung đột với Nga, mà là hướng tới một cuộc chiến trong tương lai, cuộc chiến mà họ sẽ chuẩn bị nghiêm túc hơn nhiều so với cuộc chiến ngày nay. Hơn nữa, trong một trận chiến trong tương lai, số lượng binh lính sẽ không còn được coi là một lợi thế, mà chiến thắng sẽ được quyết định bởi công nghệ những kinh nghiệm mà nga thu lượm được trong chiến dịch quân sự đặc biệt cho thấy công nghệ có vai trò rất quan trọng ví dụ như tình trạng cái gì cũng có của internet khả năng nhìn và nhắm mục tiêu tên lửa bằng vệ tinh trí tuệ nhân tạo để tìm kiếm và tiêu diệt mục tiêu bằng uav mọi thứ cho thấy rằng trong tương lai các quân đội có thể sẽ tiến hành một trận chiến hiệu quả ngay cả với lực lượng nhỏ hơn vì vậy bất cứ quốc gia nào ngày nay cũng cần phát triển công nghệ và ứng dụng chúng vào quân đội càng nhiều càng tốt nếu không ngày mai sẽ là quá muộn ông tin rằng việc phát triển công nghệ là điều quan trọng đối với liên bang nga hiện nay và những gì mosava đã học hỏi và rút ra được kinh nghiệm sau khi cuộc chiến bắt đầu là những trải nghiệm hết sức quý giá ví dụ như trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột chính ukraine mới là bên sử dụng nhiều máy bay không người lái hơn và thành công hơn nga trong việc sử dụng uav nhưng ngay sau đó, Moscow đã nhận ra vai trò to lớn của chúng và hiện nay đang nắm ưu thế trên chiến trường nhờ UAV. Một ví dụ nữa là Nga đã sử dụng rất thành công các hệ thống tác chiến điện tử trên chiến trường, vô hiệu hóa các vũ khí tấn công chính xác hoặc các hệ thống phòng không tối tân mà Mỹ và các đồng minh cung cấp cho quân đội Ukraine, giảm thiểu thiệt hại cho người dân ở hậu phương và lực lượng vũ trang Nga trên tiền tuyến. Mỹ lần đầu tiên tiết lộ tình trạng thực sự của ông Zelensky. Tổng thống Ukraine Zelensky rất sợ hãi trước những tổn thất nặng nề của lực lượng vũ trang Ukraine và sự tăng cường tấn công của Nga, cựu nhà phân tích CIA Larry Johnson cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Stephen Gardner trên YouTube. Tuần trước khi đến hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, ông Zelensky nói rằng ông không muốn xung đột kéo dài do quân đội Ukraine bị tổn thất nặng nề. Ông ấy sợ hãi Lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức và cuộc xung đột này bắt đầu, ông thừa nhận rằng có rất nhiều người chết và bị thương, cụ nhà phân tích CIA Larry Johnson nói. Nhà phân tích kể lại rằng cho đến gần đây, bộ máy tuyên truyền của Ukraine đã phát tán những điều vô nghĩa rằng lực lượng vũ trang Ukraine chỉ tổn thất 30.000 binh sĩ. Không, mọi thứ còn tồi tệ hơn nhiều, chuyên gia Larry Johnson lưu ý. Ông Johnson nói thêm rằng cuộc tấn công của Nga đang tăng cường dọc theo toàn bộ chiến tuyến và lực lượng vũ trang Ukraine không thể đối phó với điều này. Nhà phân tích kết luận đây là một lý do khác khiến bạn thấy Zelensky như thế này. Tổng thống Nga Putin hồi tháng 6 đã nói về các điều kiện đàm phán về Ukraine rằng lực lượng vũ trang Ukraine phải rút khỏi toàn bộ lãnh thổ các khu vực mới của Nga trong khi Kiev phải từ bỏ ý định gia nhập NATO. Tổng thống lưu ý ngay sau khi Ukraine bày tỏ sẵn sàng đồng ý với các điều kiện này, đồng thời thông báo chính thức về việc từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO, phía Nga sẽ ngay lập tức ra lệnh ngừng bắn và bắt đầu đàm phán. Ông Putin nói thêm rằng, để giải quyết cuộc xung đột một cách hòa bình, Nga cần có một quy chế trung lập, không liên kết và không có hạt nhân cho Ukraine. Tổng thống Nga Putin nói Mỹ phải chịu trách nhiệm về xung đột Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 4 tháng 7 cho biết Nga sẽ tiếp tục ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine, bất chấp thực tế rằng cuộc khủng hoảng là do hành động của Mỹ gây ra. Moscow từng nhiều lần tuyên bố quyết định tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine được thúc đẩy bởi tham vọng trở thành thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Kiev. Cũng như cuộc xung đột đang diễn ra nhằm vào người dân Donbass, những người đã tuyên bố ly khai sau cuộc đảo chính ở Ukraine hồi năm 2014. Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO ở thủ đô Astana của Kazakhstan hôm 4 tháng 7, Tổng thống Nga Putin cho biết Moscow đã nhiều lần đưa ra các đề xuất cụ thể để giải quyết vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, điều này đã bị Kyiv và những người ủng hộ nước này vớt lờ hoặc bác bỏ. Tổng thống Putin nói, Nga luôn ủng hộ và tiếp tục ủng hộ một giải pháp chính trị ngoại giao hòa bình cho tình hình Ukraine, một cuộc khủng hoảng nảy sinh do chính sách của Mỹ và các nước đồng minh. Ông lưu ý rằng Nga đã trình bày kế hoạch mới nhất của mình vào tháng trước. Kế hoạch này có thể chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch, cứu sống vô số người dân và hai bên có thể bắt đầu đàm phán nếu Kiev và những người ủng hộ phương Tây chấp nhận. Tổng thống Putin đề cập đến lời hứa trước đó của ông rằng sẽ ra lệnh ngừng bắn nếu Ukraine rút quân khỏi tất cả các lãnh thổ mà Nga tuyên bố chủ quyền, cam kết không tìm cách trở thành thành viên NATO và hoàn tất quá trình phi quân sự hóa, phi phát xít hóa. Đề xuất này đã bị cả Kiev và những nước đồng minh từ chối. Tuy nhiên, Tổng thống Putin cho biết lời đề nghị của ông vẫn sẽ có hiệu lực, trong khi Điện Kremlin khuyến khích giới lãnh đạo Ukraine suy nghĩ về điều đó. Đơn giản là chúng ta không thể tuyên bố ngừng bắn. Ông Putin nói, Chúng ta không thể cho phép đối thủ lợi dụng lệnh ngừng bắn này để cải thiện vị trí, tự vũ trang bổ sung quân đội. Trước đó, tổng thống Putin chỉ ra rằng việc Ukraine không chấp nhận các đề xuất của Nga đã dẫn đến việc nước này mất chủ quyền đối với các khu vực Kherson và Zaporizhia ngay từ đầu cuộc xung đột. Tổng thống Nga trước đó cũng lưu ý rằng Moscow đã chuẩn bị rút quân khỏi các vùng lãnh thổ này nếu được hứa duy trì tuyến đường trên đất liền không gián đoạn tới bán đảo Rim. Tuy nhiên, đến nay là đề nghị này đã không còn được bàn đến vì hai khu vực này đã chính thức trở thành một phần của Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý, dù Ukraine không công nhận. Sau hai đoạn tấn công của Nga, hệ thống 2K22 Tunguska Ukraine nổ tung. Theo OSF, quân đội Nga vừa phá hủy một hệ thống pháo phòng không tự hành 2K22 Tunguska của Ukraine Hệ thống này do Liên Xô sản xuất và lực lượng Kiev chỉ đang có một số ít nên nó được coi là hàng hiếm. Hệ thống 2K-22 Tunguska bị tấn công bằng hai máy bay không người lái cảm tử Lan Kết Nga nằm gần khu định cư Pichen thuộc vùng Kagov. Sau đòn tấn công đầu tiên, hệ thống 2K-22 Tunguska bị hư hỏng, khiến lực lượng Ukraine phải bỏ lại. Đến đoàn tấn công thứ hai, lửa đã bốc lên ở kho chứa đạn, khiến hệ thống bị phá hủy hoàn toàn. Vũ khí chính của hệ thống Tunguska là hai khẩu pháo phòng không 2A38M nồng đôi 30mm với tầm bắn lên tới 4km. Hệ thống có thể mang theo tối đa 4 tên lửa dẫn đường 9M311 có tầm bắn lên tới 10km. 2K22 Tunguska được trang bị radar thu thập và theo dõi mục tiêu với phạm vi phát hiện 18km và phạm vi theo dõi 16km. Nó cũng được trang bị hệ thống theo dõi quan điện tử bổ sung. Lực lượng Kiev thừa hưởng hơn 70 hệ thống Tunguska từ Liên Xô. Hầu hết các hệ thống này đều không hoạt động và trong tình trạng rất tệ khi quân đội Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cách đây hơn 2 năm trước. Trong năm qua, lực lượng Kiev dường như đã khôi phục được một số hệ thống Tunguska và đưa chúng hoạt động trên chiến trường. Hệ thống bị phá hủy ở Kharkov là hệ thống thứ ba bị máy bay không người lái cảm tử lan két tấn công trong những tháng gần đây. Tháng 10 năm ngoái, một hệ thống cũng đã bị quân đội Nga tấn công, phá hủy ở gần khu định cư Pradin thuộc vùng Kherson. Sau đó, vào tháng 5 năm ngoái, một hệ thống khác tiếp tục bị hỏa lực Nga phá hủy ở gần khu định cư Vinzeka thuộc vùng Sumy. Máy bay không người lái lan kết được phát triển bởi Zala Aero Group, một công ty con của tập đoàn quốc phòng khổng lồ Kalashnikov Concept của Nga. Công ty sản xuất hai phiên bản gồm phiên bản Idelia 52 có thời gian hoạt động 30 phút, Đầu đạn nặng 1 kg và phiên bản Idealia 51 lớn hơn có thời gian hoạt động 40 phút, đầu đạn nặng 3 kg, máy bay không người lái cảm tử Lancet sẽ bay về phía khu vực được chỉ định với hệ thống dẫn đường quán tính hỗ trợ Clonas. Sau khi đến khu vực có mục tiêu, người điều khiển sẽ sử dụng hệ thống quang điện tử trên máy bay thông qua liên kết dữ liệu hai chiều để phát hiện, theo dõi và khóa mục tiêu. Sau đó, hệ thống đo khoảng cách bằng laser sẽ điều khiển việc kích nổ đầu đạn tiết diện radar nhỏ và dấu hiệu hồng ngoại tối thiểu của loại máy bay không người lái cảm tử lan kết khiến chúng rất khó bị phát hiện và đánh chặn. những nỗ lực của Ukraine nhằm ngăn chặn các máy bay không người lái cảm tử lan kết bằng hỏa lực phòng không, tác chiến điện tử hoặc các biện pháp đối phó khác hầu hết đều không thành công. Theo Lostamo.info, một trang web ghi lại các tổn thất quân sự, quân đội Nga đã tấn công 86 hệ thống phòng không của lực lượng Kiev bằng máy bay không người lái cảm tử Lancet kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Phần lớn các hệ thống mục tiêu đều đã bị hư hại hoặc bị phá hủy. Ukraine tuyên bố từng cài gián điệp thiêu rụi chiến hạm Nga Ukraine nhận trách nhiệm về vụ việc chiến hạm Nga Sebuhov bị hỏa hoạn hồi tháng 4 gây ra hư hại nghiêm trọng. Các quan chức Ukraine hôm 3 tháng 7 cho biết, một gián điệp của Kiev đã phóng hỏa khiến một tàu chiến Nga bị hư hỏng nặng. Đài phát thanh Svoboda đưa tin, Tổng cục Tình báo Chính của Ukraine HUR cho biết trong một cuộc họp báo rằng một thủy thủ Nga với biệt hiệu Hoga đã phóng hỏa trên tàu tên lửa Zepukov vào tháng 4. HUR cho biết, con tàu đóng tại vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga trên biển Baltic bị hỏng nặng và cần được sửa chữa quy mô lớn sau vụ hỏa hoạn. Vào tháng 4, tình báo Ukraine thông báo rằng tàu Sebukov đã bị hư hại do hỏa hoạn mà không tuyên bố trách nhiệm rõ ràng. HUR cho biết hệ thống liên lạc và tự động hóa của tàu đã bị hư hỏng. Cơ quan này cũng chia sẻ một đoạn video ngắn về đám cháy bắt đầu bên trong cabin. Vào thời điểm đó, Nga không bình luận về thông tin của Ukraine cung cấp. Trong một tuyên bố cùng ngày vào 3 tháng 7, nhóm tự do của nước Nga của Ukraine, bao gồm những người Nga chiến đấu cho phía Kiev, nói rằng vụ hỏa hoạn do một trong những thành viên của họ gây ra. Theo HUR, gián điệp Hoga là một binh sĩ trong hạm đội Baltic của Nga và người này đã liên hệ với phía Ukraine trong năm 2023 và chấp nhận trở thành gián điệp cho Kiev. Hoga sau đó âm thầm gia nhập nhóm tự do của nước Nga nhưng vẫn làm nhiệm vụ trên tàu Shepukov để truyền tin tình báo cho HUR. Sau đó, Hoga thực hiện hành vi phá hoại chiến hạm trước khi trốn sang Ukraine cùng với các tài liệu bí mật, HUR cho biết. Tình báo Ukraine cho biết Shepukov là một trong những tàu tên lửa tiên tiến nhất của Nga. Theo KCHF, một trang theo dõi hải quân Nga, Shevokov có khả năng tấn công các mục tiêu trên bộ bằng tên lửa hành trình và trước đây đã phục vụ ở Biển Đen trước khi được chuyển đến vùng Baltic vào năm 2016. Nga dùng dập tấn công chiếm được quận then chốt trong thành trì Chasovia. Ngày 3 tháng 7, Nga cho biết các lực lượng của nước này đã chiếm được một quận quan trọng ở thị trấn Chasovia chiến lược gần Bakhmut thuộc phía đông Ukraine, nơi Moscow đã tiến công trong nhiều tháng qua. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã kiểm soát quận Novi thuộc Cha Gia, nhưng hiện chưa rõ liệu các lực lượng của Moscow đã vượt được một kênh đào chạy qua khu vực phía trong của thị trấn hay chưa. Việc giành được Cha Gia sẽ dọn đường cho Nga tiến về phía các thành trì cuối cùng Ukraine kiểm soát ở Donetsk. Việc Nga chiếm được quận Novi cũng được blog quân sự Deep State có liên hệ với quân đội Ukraine đưa tin. Deep State cho biết khu vực này đã bị sang phẳng bởi các cuộc ném bom của Nga và việc rút quân là một quyết định hợp lý dù khó khăn. Hiện chưa có phản ứng từ các quan chức ở Kiev. Ruben Sarukhinan, một binh lính thuộc lữ đoàn tấn công số 5 của Ukraine nhận định, chúng tôi đang hy vọng các đối tác Mỹ sẽ hỗ trợ vũ khí để các binh lính không phải hy sinh mạng sống của mình. Cuộc tấn công của Nga vào Dnipro đã khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi phương Tây hỗ trợ Kiev tăng cường hệ thống phòng không và cung cấp thêm vũ khí tầm xa để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga. Các lực lượng của Moscow đã nhắm vào Dnipro và khu vực xung quanh liên tục kể từ khi xung đột nổ ra cách đây 2 năm rưỡi. Mới đây, phòng không Ukraine cho biết các hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 6 UAV và 5 trong số 7 tên lửa của Nga nhằm vào khu vực. Nguy cơ Pháp rút khỏi Liên minh quân sự NATO Mối lo về việc Pháp rút khỏi NATO đang gia tăng khi phe cực hữu dường như sẽ chiếm đa số ghế trong quốc hội sau cuộc bầu cử. Đảng cực hữu tập hợp quốc gia RN đã giành chiến thắng trước Liên minh cầm quyền của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc bầu cử quốc hội sớm vòng 1. Cụ thể, đảng cực hữu RN của chính khách kỳ cựu Marine Le Pen đã về nhất với 33% số phiếu bầu. Trong khi đó, liên minh trung dung của Tổng thống Macron chỉ giành được vị trí thứ ba với 20% phiếu. Vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 7, mà trong đó RN được cho là sẽ giành tới 280 ghế trong Quốc hội Pháp. Hôm 4 tháng 7, tờ Euratif dẫn lời các nguồn tin ngoại giao giấu tên cho hay, việc RN liên tục chỉ trích chính sách đối ngoại của Tổng thống Macron, mà đặc biệt là viện trợ quân sự cho Ukraine đã khiến một số đồng minh hàng đầu của NATO lo ngại. Bởi ngay cả khi RN vấp phải sự phản đối, đảng này có thể vẫn tạo ra được ảnh hưởng đáng kể trong Quốc hội Pháp. Một nguồn tin của Euratif cho biết, dưới sự lãnh đạo của chính phủ mới, Paris có thể lựa chọn rút lui mềm khỏi NATO bằng cách rời khỏi bộ chỉ huy quân sự của khói. Trước đó, vào năm 1966, Tổng thống Pháp, khi đó là ông Charles de Gaulle, đã rút Paris khỏi bộ chỉ huy quân sự của NATO, mặc dù Pháp là một trong 12 thành viên sáng lập Liên minh quân sự. Quyết định này chỉ chính thức được thay đổi vào năm 2009. Chia sẻ với Erratic, chuyên gia quân sự Michael Douglas nhận định RN có thể thúc đẩy một lối thoát mềm và tinh tế, như Pháp chỉ gửi lực lượng quân sự có trình độ kém hơn với số lượng ít hơn để tham gia các nhiệm vụ chung của NATO. Tờ báo nhấn mạnh thêm, Pháp hiện vẫn đóng vai trò lớn trong NATO, nên mọi sự thay đổi sẽ ảnh hưởng đáng kể đến chiến lược dài hạn của Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu. Trong khi đó, bà Le Pen đã nhiều lần chỉ trích quan điểm của Tổng thống Macron về cuộc xung đột ở Ukraine. Bà cũng cho rằng giới lãnh đạo Pháp có nguy cơ đẩy Pháp vào cuộc chiến với Nga. Đảng RN cũng đã thúc đẩy đối thoại với Nga về những lợi ích chung quan trọng. Tuy nhiên, lãnh đạo hiện tại của RN là ông Jordan Badella đã thể hiện lập trường nhẹ nhàng hơn đối với NATO. Hồi tuần trước, ông Badella cho hay sẽ không có chuyện rời khỏi bộ chỉ huy quân sự NATO trong khi xung đột vẫn tiếp diễn. Tổng thống Putin nêu điều kiện cho lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin cho biết, lệnh ngừng bắn giữa Moscow và Kiev chỉ có thể được thông qua nếu Ukraine thực hiện một số bước đi không thể đảo ngược mà Nga có thể chấp nhận. Theo đài RT Nga, ông Putin đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp báo tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO ở Kazakhstan hôm ngày 4 tháng 7. Chúng ta không thể đơn giản tuyên bố ngừng bắn với hy vọng rằng đối phương sẽ thực hiện một số bước đi tích cực. Chúng ta không thể để đối phương lợi dụng lệnh ngừng bắn này để cải thiện vị trí, tái vũ trang, tăng cường quân đội và chuẩn bị tiếp tục xung đột, ông nói thêm. Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Putin cho biết Moscow và Kiev có thể sử dụng một thỏa thuận tạm thời đạt được trong các cuộc đàm phán tại Istanbul vào đầu cuộc xung đột ở Ukraine, làm cơ sở cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Nhà lãnh đạo Nga đề cập đến dự thảo chính thức được ký kết tại thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa xuân năm 2022. Năm ngoái, ông cho biết theo các điều khoản của dự thảo này, Ukraine sẽ cam kết trung lập vĩnh viễn, nhận được một số đảm bảo an ninh nhất định và các giảm quân đội. Moscow tuyên bố rằng các cuộc đàm phán đã bị Thủ tướng Anh khi đó là Boris Johnson phá hỏng, bởi ông đã khuyên Kiev tiếp tục chiến đấu. Ông Johnson đã phủ nhận cáo buộc trên, tuy nhiên các nhân viên từng thân cận với tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận ông có vai trò có ảnh hưởng. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh SCO, ông Putin nhắc lại rằng Nga chưa bao giờ đóng cửa các cuộc đàm phán hòa bình, các thỏa thuận Istanbul không hề mất đi, chúng đã được người đứng đầu phái đoàn đàm phán Ukraine ký tắt. Điều này có nghĩa là Ukraine khá hài lòng với thỏa thuận đó. Ông Putin nói, đồng thời cảm ơn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan giúp làm trung gian cho thỏa thuận này. Kiev đã từ chối đàm phán với Moscow kể từ mùa thu năm 2022, sau khi bốn vùng lãnh thổ nước này sát nhập Nga. Tuy nhiên, tháng 6 vừa qua, ông Zelensky cho biết hai bên có thể đàm phán thông qua trung gian. Cách Nga hạ gục siêu tăng M1 Abram trên chiến trường Ukraine theo Bộ Quốc phòng Nga, xe tăng M1 Abram do Mỹ sản xuất được lực lượng Ukraine sử dụng đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công UAV của Nga. Là một phần trong gói hỗ trợ quân sự của Washington cho Kiev, Mỹ đã cung cấp cho các lực lượng của Ukraine xe tăng Abram, cụ thể là mẫu M1A1, ước tính có khoảng 31 phương tiện này với mỗi xe tăng có giá khoảng 10 triệu đô la Mỹ đang hoạt động dọc tiền tiến Ukraine. Tuy nhiên, AB đưa tin vào tháng trước rằng 5 xe tăng được đưa tới Ukraine đã tổn thất trong các chiến dịch tấn công của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong cuộc tấn công gần đây nhất, một UAV trinh sát đã xác định được một trong các xe tăng ở Adika thuộc Donetsk và sau đó đã bị pháo tự hành m phá hủy. Lực lượng pháo binh thuộc trung tâm nhóm tác chiến đã sử dụng đạn thông minh Krasnobol để phá hủy một xe tăng Abram M1 khác, thông báo trên cho hay. Một video được công bố hồi tháng 3 dường như cho thấy một xe tăng M1 Abram đang bốc khói gần tiền tuyến ở phía đông Ukraine giữa bối cảnh phương tiện này trở thành mục tiêu của quân đội Nga sau khi Moscow giành được Arica hồi tháng 2 2024. Truyền thông nhà nước Nga đưa tin Moscow đã tấn công vào ba xe tăng Abram gần Arica chỉ trong một tuần, trong đó có một xe tăng được cho là đã bị phá hủy hoàn toàn bằng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV vào ngày 26 tháng 2 2024. Một số ý kiến cho rằng các xe tăng Abram dễ trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công UAV của Nga, do đó chúng khó có thể hoạt động mà không bị phát hiện. Các binh lính Ukraine vận hành phương tiện này cho biết các xe tăng trên thiếu lớp giáp để ngăn chặn các vũ khí hiện đại. Một tháng trước, các quan chức quân sự Mỹ nhận định với AB rằng các xe tăng đã được Ukraine rút khỏi chiến trường do chúng dễ bị UAV Nga tấn công. Newsweek trước đó cho biết Ukraine đang phải lắp thêm các tấm thép lên những chiếc xe tăng nặng 70 tấn này để bảo vệ chúng trước mối đe dọa từ các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất. Tuần trước, 14 trong số các xe tăng M1 Abram đã đến một cơ sở quân sự ở Bovis, Ba Lan. Đây là một phần nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ của NATO ở Đông Âu giữa bối cảnh căng thẳng giữa liên minh này và Nga gia tăng. Xe tăng T-72 Nga tập kích cứ điểm Ukraine gần Adika. Quân đội Nga đã sử dụng xe tăng T-72B3 để tập kích cứ điểm phòng thủ của Ukraine gần Adika, nhằm hỗ trợ cho bộ binh Nga trong một chiến dịch đột kích ở vùng Donetsk. Theo Sputnik, trong ngày 2 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội sử dụng xe tăng T-72B3 để tập kích một cứ điểm phòng thủ của Ukraine gần thành phố Adika, vùng Donetsk. Xe tăng T-72B3 đã được triển khai để hỗ trợ một chiến dịch đột kích của lực lượng Nga trong khu vực. Khi tới gần địa điểm của đối thủ, xe tăng đã khai hỏa để phá hủy các ủ súng máy và công sự phòng thủ, phía Nga cho biết. Trong đoạn video, có thể thấy rõ chiến xa của Nga di chuyển dọc theo một cung đường trống, sau đó sử dụng pháo nồng trơn 125mm để tập kết cứ điểm của Ukraine. T-72 là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga. Chiến xa này có chiều dài 9,53m, chiều rộng 3,46m và chiều cao 2,19m, trọng lượng cơ bản 41 tấn với động cơ Diagen V841 công suất 780 mã lực T72 có thể đạt tốc độ tối đa 60 km h trên địa hình bằng phẳng. Về hỏa lực, T-72 có một pháo nồng trơn 125mm 2A46M, tốc độ nhả đạn tối đa 8 phát trên 1 phút. Bên cạnh đó là một súng 12,7mm NSV và một súng máy đồng trục 7,62mm trên tháp pháo. Phần giáp của T-72 được thay đổi tùy theo từng phiên bản, nhưng đều có khả năng bảo vệ trước các loại đạn chống tăng phổ thông. Một xe tăng T-72 phiên bản mới như B-3 có giá từ 3 đến 4 triệu đô la Mỹ. Mỹ sắp tiếp cận 15 căn cứ quân sự Phần Lan, Nga phản ứng gắt. Quyết định gần đây của Quốc hội Phần Lan cho phép quân đội Mỹ tiếp cận 15 căn cứ quân sự gây rúng động cộng đồng quốc tế, động thái này phản ánh mối lo ngại của bắc âu về mối đe dọa ngày càng tăng từ nga theo thông tin được hãng thông tấn ile của phần lan cung cấp thỏa thuận hợp tác quốc phòng đã được quốc hội phần lan nhất trí thông qua quyết định này cho phép quân đội mỹ bố trí thiết bị quân sự vật tư trang thiết bị và nhân sự tại các căn cứ của phần lan ngoài ra một số cơ sở sẽ được các nước nato khác sử dụng trong khi một số căn cứ sẽ dành riêng cho quân đội mỹ thỏa thuận này thể hiện sự tăng cường đáng kể mối quan hệ quốc phòng giữa phần lan và mỹ cũng như sự gia tăng mức độ hội nhập của phần lan và các cấu trúc nato một trong những khía cạnh quan trọng của thỏa thuận này là đảm bảo sự hiện diện thường trực của quân đội mỹ ở phần lan phần lan lưu ý rằng sự hiện diện thường trực của lực lượng mỹ sẽ giúp tăng cường khả năng phòng thủ của phần lan và tạo thêm cơ hội cho các cuộc tập trận và hoạt động chung với các đồng minh nato việc cho phép quân đội mỹ tiếp cận các căn cứ quân sự của phần lan có một số ý nghĩa quan trọng đối với an ninh khu vực Trước hết, chúng ta đang nói về nỗ lực tạo thêm áp lực quân sự chính trị đối với Nga. Với số lượng căn cứ quân sự lớn như vậy, Nga sẽ phải tăng cường đáng kể sự hiện diện gần biên giới NATO, giảm hiện diện ở các khu vực khác. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ có cơ hội liên tục giám sát lãnh thổ Nga. Phản ứng trước việc Phần Lan cho phép quân đội Mỹ tiếp cận các căn cứ quân sự của nước này, Moscow coi đây là một bước tiến tiếp theo nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự của NATO ở biên giới và là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga để đáp lại nga có thể thực hiện một số biện pháp nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình một trong những bước đi khả thi của nga có thể là tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới phía tây bắc bao gồm việc triển khai thêm lực lượng và thiết bị phòng không cũng như các cuộc tập trận quy mô lớn trong khu vực điều này sẽ giúp thể hiện sự sẵn sàng ứng phó nhanh chóng với các mối đe dọa có thể xảy ra và nâng cao mức độ sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang của nước này Phần Lan chính thức trở thành thành viên NATO từ tháng 4 năm 2023, tức chưa đầy một năm sau khi nước này và Thụy Điển cùng đệ đơn gia nhập. Tháng 12 năm 2023, Mỹ ký một văn kiện dạng DCA với Thụy Điển, theo đó được phép tiếp cận và sử dụng 17 căn cứ của Thụy Điển, dù Stockholm chưa trở thành thành viên NATO. Trong số các quốc gia NATO, Mỹ đã đạt thỏa thuận tương tự với Na Uy, Bulgaria, Latvia, Litva, Ba Lan, Slovakia, Cộng hòa Séc, Hungary và Estonia. Một thỏa thuận cũng đã ký kết cùng Đan Mạch nhưng đang chờ cơ quan lập pháp nước này phê duyệt. NATO ngụy trang việc chuyển giao ổ ạt F-16 cho chiến sự. Trong những tuần gần đây, hoạt động của hàng không NATO ở Biển Đen đã gia tăng đáng chú ý. Theo các nhà quan sát ghi nhận, NATO đã tổ chức các chuyến bay trình diễn nhằm che giấu việc cung cấp ổ ạt máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine sau thời gian chuẩn bị. Hành động này có thể trở thành một trong những hoạt động lớn nhất của NATO chống lại Nga ở Biển Đen, làm dấy lên sự lo ngại về câu hỏi về diễn biến nghiêm trọng tiếp theo của tình hình. Được biết, lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên của Ukraine đã được đưa tới Romania, một số thiết bị được đặt tại Cộng hòa Séc và Hungary và điểm cuối cùng tiếp theo của chúng là một sân bay gần Constanta trước khi chính thức tới Kiev. Các chuyến bay huấn luyện của số tiêm kích F-16 này dự kiến sẽ được thực hiện với việc tắt bộ tiếp sóng dọc theo tiền tuyến Constanta, Moldova, nhiệm vụ chính bao gồm cắt cánh, hạ cánh, tiếp nhiên liệu trên không và huấn luyện phóng mô phỏng cho tất cả các loại tên lửa và bom. Hiện tại, nhiều chuyên gia quân sự Đan Mạch và Hà Lan đã có mặt tại Romania và Moldova để chuẩn bị các khu vực dịch vụ kỹ thuật và đào tạo nhân lực cho Ukraine. Đây có thể là một bước ngoặt trong cuộc xung đột Ukraina, làm thay đổi đáng kể cán cân quyền lực trong khu vực. Với tầm bắn của tên lửa có thể đạt tới 250 km, căng thẳng tiếp tục leo thang khi có thể tấn công sâu trong lãnh thổ Nga. Việc tăng cường hoạt động hàng không của NATO ở biển Đen và việc cung cấp máy bay chiến đấu F16 cho Ukraina đã gây ra những lo ngại nghiêm trọng ở Nga. Moscow coi đây là một bước tiến nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự của NATO ở biên giới, đồng thời là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia của họ. Để đáp lại những hành động này, Nga có thể thực hiện một số biện pháp nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình. Một trong những bước đi khả thi của Nga có thể là tăng cường hiện diện quân sự ở biển Đen, bao gồm tiến hành những cuộc tập trận quy mô lớn và triển khai thêm lực lượng cũng như khí tài phòng không trên bán đảo Crimea và các khu vực chiến lược quan trọng. Điều này sẽ giúp sẵn sàng ứng phó nhanh chóng với các mối đe dọa có thể xảy ra và nâng cao mức độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang của nước này. Nga cũng có thể tăng cường các biện pháp an ninh mạng và tiến hành hoạt động mạng nhằm phá hoại hệ thống thông tin và liên lạc của những đối thủ tiềm năng. Trong xung đột hiện đại, không gian mạng đóng vai trò ngày càng quan trọng và Nga có thể sử dụng những khả năng đáng kể của mình trong lĩnh vực trên. Bi kịch lớn nhất của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga Phương Tây cam kết hỗ trợ cho Ukraine nhiều vũ khí quan trọng, nhưng các trang thiết bị này mất quá nhiều thời gian để tới tiền tuyến. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thậm chí cho rằng đây là bi kịch lớn nhất của cuộc xung đột này khi giữa quyết định và thực tế, chúng tôi phải chờ đợi rất lâu. Theo các chuyên gia quân sự, Ukraine đang thành lập một số lữ đoàn mới nhưng không thể trang bị vũ khí cho tất cả lữ đoàn này. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với The Economic hồi tháng 5, Trung tướng Oleksandr Vavilut, chỉ huy lực lượng mật đất Ukraine cho biết Kiev lên kế hoạch thành lập ít nhất 10 lữ đoàn mới để chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công của Nga. Ukraine đang giải quyết những thách thức về nhân lực và thành lập một vài lữ đoàn mới, nhưng các đợt vận chuyển vũ khí bị trì hoãn và không đủ số lượng từ phương Tây có thể ngăn cản Ukraine trang bị cho tất cả lữ đoàn mới này. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK có trụ sở tại Washington đánh giá. Theo ISVK, sự hỗ trợ an ninh kịp thời và phù hợp của phương Tây tiếp tục là yếu tố quyết định quan trọng về thời điểm và quy mô mà lực lượng Ukraine có thể giành thế chủ động trên chiến trường, cũng như tiến hành các hoạt động phản công quan trọng trong tương lai. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đưa ra đánh giá tương tự trong cuộc trả lời phỏng vấn với Bloomberg ngày 3 tháng 7. Ông nói với hãng tin này rằng lực lượng Ukraine đang có nhân lực tốt hơn vài tháng trước, nhưng họ vẫn thiếu các trang thiết bị cần thiết. Theo tổng thống Zelensky, một vấn đề có thể giải quyết nếu người ta có ý chí và công cụ, chúng tôi có ý chí nhưng công cụ thì chưa đến. Mỹ đã thông qua gói hỗ trợ quân sự trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine hồi tháng 4 năm 2024 sau nhiều tháng trì hoãn do sự phản đối của Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, các trang thiết bị này mất quá nhiều thời gian để tới tiền tuyến. Ông Zelensky nói với Bloomberg Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng đây là bi kịch lớn nhất của cuộc xung đột này khi giữa quyết định và thực tế, chúng tôi phải chờ đợi rất lâu. Chỉ quy lữ đoàn cơ giới độc lập số 24 của Ukraine hoạt động gần thành phố chiến lược Chasovia cũng đưa ra quan điểm tương tự khi nói rằng các đơn vị của Ukraine cần thêm vũ khí để bảo vệ thành phố. Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine đối mặt với sự chậm trễ trong việc có được vũ khí cần thiết để chiến đấu. Năm ngoái, một báo cáo do Viện Kinh tế Thế giới kêu biên soạn cho thấy chỉ một nửa số vũ khí hạng nặng mà các đối tác của Ukraine cam kết đã thực sự được chuyển giao. Mikhailo Podolyak, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Zelensky, năm ngoái tiết lộ những nỗ lực quân sự của Ukraine nhằm đối phó với Nga đã chậm tiến độ từ 6 đến 9 tháng do sự chậm trễ trong việc chuyển giao vũ khí từ phương Tây vào mùa thu năm 2022. Vào tháng 5 năm 2024, Tổng thống Zelensky nói với Reuters rằng phương Tây luôn cung cấp vũ khí muộn một năm so với thời điểm Ukraine cần. Một sĩ quan giấu tin thậm chí còn nói với Politico vào tháng 4 rằng sự chậm trễ liên tục khiến vũ khí của phương Tây không còn phù hợp khi chúng được đưa tới chiến trường. Theo ISVK, Ukraine không có thời gian và sự linh hoạt để chờ đợi nguồn cung từ phương Tây nhằm trang bị cho các đơn vị mới. Ukraine càng phải chờ đợi lâu để trang bị và triển khai cho các lữ đoàn mới, thì Nga càng có nhiều cơ hội để làm gián đoạn những nỗ lực của Kiev nhằm tập trung sức mạnh chiến đấu cho các hoạt động phản công trong tương lai, IFVK nhận định. Ukraine thương vong lớn ở Kakiv, Donetsk theo bản cập nhật chiến sự ngày 3 tháng 7 của Bộ Quốc phòng Nga, có thể thấy lực lượng Nga hoạt động tích cực nhất ở mặt trận các tỉnh Donetsk và Kakiv Đáng chú ý là một số nhóm tác chiến của Nga gây thương vong lớn ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhóm tác chiến phía Nam kiểm soát hoàn toàn khu vực định cư Novi thuộc thành phố Chazovia, tỉnh Donetsk, hãng thông tấn TASS đưa tin. Cạnh đó, lực lượng Nga cũng gây thiệt hại cho Ukraine gần các khu vực Vajokovka, Kalinina, Chazovia, Kontantinovka, Karasnogorivka, Rygorodo và Veoligai tại tỉnh Donetsk và ngăn chặn bốn cuộc phản công của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm tác chiến phía Nam khiến Ukraine mất 450 lính cùng với nhiều phương tiện quân sự, bao gồm xe bọc thép và các hệ thống pháo. Bộ này cũng cho biết nhóm tác chiến phía Tây của Nga giành được vị trí tốt hơn và gây thương vong cho các lữ đoàn Ukraine, trong đó có lữ đoàn tác chiến đặc biệt Azov số 12 ở gần các khu vực Sinkipka và Petropalovka ở tỉnh Kakov, Grigorovka, Toske và Liman ở tỉnh Donetsk, cũng như ngăn chặn hai cuộc phản công của Ukraine. Nhóm tác chiến phía Tây khiến Ukraine mất 540 lính, cùng nhiều trang thiết bị quân sự phương Tây như pháo phản lực Vampyr của CHCZ, lựu pháo M777, ms b M119 của Mỹ cùng nhiều xe bọc thép cơ giới khác. Còn nhóm chiến đấu trung tâm Nga cải thiện vị trí chiến thuật, gây thương vong cho lữ đoàn Ukraine gần các khu vực Kirovo, Yegenovka, Selidovo, Vosko, Vodichenka và Progress tại tỉnh Donetsk, cũng như ngăn chặn 5 cuộc phản công của Ukraine hậu quả là Ukraine mất 420 lính, một xe tăng, hai xe chiến đấu bộ binh, hai xe chiến đấu bọc thép cùng nhiều trang thiết bị quân sự khác. Ukraine, Nga đồn quân lên phía bắc Donetsk. Về phần mình, trong ngày 3 tháng 7, Ukraine không đề cập nhiều đến tình hình chiến sự. Tuy nhiên, theo phía Ukraine, Nga vẫn tiếp tục tấn công mạnh ở hướng Torres và Porov ở tỉnh Donetsk. Theo hãng thông tấn Urinform, Ngày 3 tháng 7, Hội đồng thành phố Mariupol, tỉnh Donetsk, hiện do Nga kiểm soát đã thông báo trên kênh Telegram rằng Moscow đang chuyển lực lượng dự bị từ hướng Berdyan qua Mariupol đến phía bắc khu vực Donetsk, đặc biệt theo hướng Torres và Porov. Trong ngày 3 tháng 7, Ukraine cũng hứng chịu nhiều cuộc tấn công của Nga khiến nhiều dân thường thương vong, Đáng chú ý nhất là vụ Nga phóng tên lửa và máy bay không người lái UAV vào thành phố Dnipro, tỉnh Dnipropetrovsk, khiến 5 người chết và 53 người bị thương. Giới chức địa phương cho biết một trung tâm mua sắm, một trạm xăng, một cơ sở y tế và nhiều ô tô đã bị hư hại trong cuộc tấn công này. Nga tiếp tục phá hủy chiến đấu cơ quý như vàng của Ukraine. RT dẫn thông báo Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong cuộc tấn công ngày 3 tháng 7, Quân đội Nga đã phá hủy một chiến đấu cơ MiG-29 của không quân Ukraine tại căn cứ Doginsovo ở vùng Dnepropetrov. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa Iskander, còn sân bay Doginsovo nằm cách thành phố Karivoroy chỉ khoảng 10 km về phía đông. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho đăng tải đoạn video do máy bay không người lái ghi lại hoạt động của binh sĩ Ukraine tại căn cứ Doginsovo trước cuộc tấn công. Thời điểm đó có ít nhất 3 máy bay tại căn cứ. Theo quân đội Nga, tên lửa Iskander đã phá hủy máy bay, vũ khí và binh sĩ Ukraine đang hoạt động gần đó. Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video tương tự cho thấy tên lửa Iskander tấn công hai sân bay của Ukraine ở vùng Potava. Đoạn đầu tiên cho thấy tên lửa Iskander mang theo đạn chùm, làm hư hại bảy máy bay chiến đấu Su-27. Trong đợt tấn công tiếp theo, tên lửa Nga phá hủy một trực thăng tấn công MiG-24 của Ukraine và nhiều thiết bị quân sự khác. Các nhà phân tích quân sự cho biết, Nga có thể nhắm vào cơ sở hạ tầng căn cứ không quân như đường băng và cơ sở lưu trữ để khiến việc đưa máy bay F-16 cất cánh trở nên khó khăn hơn và khi chúng đến Kiev. Justin Brown, thuộc Viện Nghiên cứu Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh cho biết, quân đội Ukraine vốn đang thiếu đạn dược phòng không, nhiều khả năng họ buộc phải di chuyển những chiếc máy bay chiến đấu quý giá này khỏi các căn cứ lớn. Bất kỳ hệ thống phòng không mặt đất nào cũng có thể bị bão hòa nếu người Nga bắn đủ số tên lửa vào mục tiêu, ông bru nói. Bộ Quốc phòng Nga cũng nhiều lần tuyên bố sẽ phá hủy toàn bộ số F-16 được chuyển giao cho Kiev ngay khi chúng đến Ukraine. Ukraine bác tin nhà báo Mỹ sắp phỏng vấn Tổng thống Zelensky. Ông Serhiy Nikiforov, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bác bỏ thông tin về cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson. Ông Tucker Carlson nên xác minh nguồn tin của mình cẩn thận hơn. Tổng thống Ukraine có lịch trình hoàn toàn khác và cái tên Tucker Carlson không nằm trong đó, ông Nikiforov nói. Vào ngày 4 tháng 7, nhà báo Carlson cho biết trên X rằng cuộc phỏng vấn của ông với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể sẽ sớm diễn ra. Thông báo của Carlson về cuộc phỏng vấn ông Zelensky đã khiến những người hâm mộ lo ngại vì ông từng bị đưa vào danh sách kẻ thù của Ukraine bị coi là đồng minh của Nga. Trước đó, Carson từng phỏng vấn Tổng thống Nga Vladimir Putin khi được hỏi vì sao Tổng thống Putin đồng ý trả lời phỏng vấn Carson. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng quan điểm của Carson trái ngược với phần lớn của hãng tin phương Tây. Lập trường của ông khác với những người khác, không thân Nga, không thân Ukraine, dù thân Mỹ nhưng ít nhất nó đang tương phản với quan điểm của các hãng tin phương Tây truyền thống, ông Peskov nói. Ở thời điểm đó, một số người dùng mạng xã hội X ở Mỹ đã chỉ trích chuyến thăm Nga của nhà báo Tucker Carlson, thậm chí đề xuất cấm ông quay trở lại Mỹ. Nhân vật cử tri Mỹ tin rằng có thể đánh bại ông Trump trong bầu cử tổng thống. Nhiều cử tri Mỹ tin rằng cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama là nhân vật tiềm năng có thể đánh bại ông Donald Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Vào ngày 1 đến 2 tháng 7, Reuters Ipsos đã khảo sát 1.070 người Mỹ trưởng thành, trong đó có 892 cử tri đã đăng ký, 348 thành viên đảng Dân Chủ, 322 thành viên đảng Cộng Hòa và 303 cử tri độc lập. Kết quả khảo sát cho thấy, nếu cuộc bỏ phiếu được tiến hành ở thời điểm hiện tại, cả ông Biden và ông Trump đều sẽ giành được khoảng 40% số phiếu bầu. Tuy nhiên, khoảng 3 phần 5 cử tri, bao gồm gần 1 phần 3 thành viên đảng Dân Chủ, tin rằng ông Biden nên rời khỏi cuộc đua và đảng của ông nên đề xuất một ứng cử viên mới, ngay cả ở giai đoạn cuối của chiến dịch tranh cử. Theo đó, hầu hết ứng cử viên tiềm năng có thể thay thế ông Biden dường như không nhận được sự chấp thuận hoặc công nhận của công chúng để đánh bại ông Trump vào ngày bầu cử năm tháng 11. Trong các cuộc đối đầu giả định với ông Trump, Phó tổng thống Kamala Harris kém ứng cử viên Đảng Cộng hòa một điểm, trong khi những người khác như thống đốc California Gavin Newsom và thống đốc Michigan Gretchen Whitmer thậm chí còn tệ hơn. Khảo sát cho thấy người duy nhất có thể đánh bại ông Trump là bà Michelle Obama, vợ của cựu tổng thống Mỹ Barack Obama. Trong cuộc đối đầu giả định giữa cựu đệ nhất phu nhân Michelle với cựu tổng thống Trump, khoảng 50% cử tri đã đăng ký cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho bà Michelle so với 39% cử tri tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho ông Trump. Cựu đệ nhất phu nhân dường như cũng có hình ảnh tốt hơn trước công chúng so với các ứng cử viên khác. Cuộc khảo sát cho thấy khoảng 42% cử tri có quan điểm ủng hộ ông Trump so với 38% có quan điểm ủng hộ ông Biden. Trong khi đó, bà Michelle có tỷ lệ ủng hộ là 55%, đánh bại tất cả các ứng cử viên tiềm năng khác trong đảng Dân Chủ. Cuộc khảo sát trên được thực hiện trong bối cảnh các cử tri đảng Dân Chủ ngày càng lo ngại về khả năng ứng cử viên Joe Biden tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, đặc biệt là sau cuộc tranh luận của ông chủ Nhà Trắng với ông Trump. Ông Biden bị cho là lép vế hơn so với đối thủ trong màn so kè đầu tiên này. Tuy nhiên, ngày 3 tháng 7, tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định sẽ tiếp tục đại diện cho Đảng Dân chủ tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11 tới. Lời khẳng định được nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra trong các cuộc thảo luận với nhân viên chiến dịch tranh cử cũng như các cuộc họp với các nhà lập pháp và thống đốc Đảng Dân chủ diễn ra cùng ngày, đáp trả những lời kêu gọi ông bỏ cuộc sau màn tranh luận trực tiếp chưa thực sự ấn tượng với đối thủ Donald Trump của Đảng Cộng hòa vào tuần trước. Cụ thể, trong thư điện tử gửi đến các thành viên của chiến dịch tranh cử, tổng thống Biden khẳng định sẽ không từ bỏ. Nội dung thư có đoạn nêu rõ cam kết của ông Biden tham gia cuộc đua này đến cùng với niềm tin rằng Đảng Dân chủ sẽ giành chiến thắng nhờ tinh thần đoàn kết. Tương tự, trong cuộc họp tổ chức theo hình thức trực tuyến với 24 thống đốc là thành viên Đảng Dân chủ và thị trưởng Washington vào tối cùng ngày, ông Biden cũng cam kết sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Ông Trump nói tổng thống Biden sẽ rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đối thủ Joe Biden sẽ bỏ cuộc sau cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên. Ông ấy Joe Biden sẽ bỏ cuộc, ông ấy đang từ bỏ cuộc đua, Jay Libitz dẫn lời cựu tổng thống Donald Trump nói hôm 3 tháng 7. Ông Trump dự đoán phó tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ thế chỗ cho ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào cuối năm nay. Tôi đã loại ông ấy khỏi cuộc đua và điều đó có nghĩa là sẽ xuất hiện bà Kamala, ông Trump tuyên bố. Ông Trump nói rằng việc cạnh tranh với bà Harris, người mà ông đánh giá là thảm hại, sẽ dễ dàng hơn. Columbus hôm 3 tháng 7 đưa tin, hàng chục nghị sĩ của đảng Dân Chủ tại Quốc hội Mỹ đang xem xét ký một lá thư yêu cầu Tổng thống Biden đình chỉ chiến dịch tái tranh cử của ông. Những lời kêu gọi ông Biden rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng đã tăng mạnh kể từ sau cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống do CNN tổ chức vào tuần trước. Trong đó, ông Biden bị đánh giá là lép vế hơn so với đối thủ trong cuộc tranh luận với ứng cử viên tổng thống đảng cộng hòa donald trump tổng thống biden với giọng khàn yếu ớt bị cho là có phần thể hiện run rẩy ngập ngừng và nhiều lần nói vấp tổng thống biden thừa nhận ông gần như ngủ quên trên sân khấu tranh luận tôi không sáng suốt lắm tôi quyết định đi công du khắp thế giới vài lần ngay trước cuộc tranh luận tôi đã không nghe lời trợ lý của mình sau đó tôi gần như ngủ quên trên bục ông biden nói trong khi đó, Nhà Trắng khẳng định ông Biden không mắc chứng mất trí nhớ hay bất kỳ tình trạng suy giảm tâm lý nào khác và phần thể hiện mờ nhạt của ông là kết quả của sự mệt mỏi và bị cảm nặng. Người phát ngôn Nhà Trắng Andrew Bass đã bác bỏ một báo cáo trên New York Times rằng Tổng thống đang xem xét liệu có nên rút khỏi cuộc đua hay không, gọi tuyên bố này là hoàn toàn sai sự thật. Theo phóng viên Elena Stegner của Politico, ông Biden đã nói với các nhân viên chiến dịch tranh cử hôm 3 tháng 7 rằng, không ai có thể đẩy tôi ra ngoài, tôi không đi đâu hết, tôi sẽ tham gia cuộc đua này đến cùng và chúng ta sẽ giành chiến thắng. Phó tổng thống Kamala Harris cũng bày tỏ sự ủng hộ Tổng thống Biden, chúng tôi sẽ không lùi bước, chúng tôi sẽ làm theo sự dẫn dắt của Tổng thống, chúng tôi sẽ chiến thắng và giành chiến thắng. Tổng thống Joe Biden đã cống hiến cả cuộc đời mình để đấu tranh cho người dân, vào thời điểm này, tôi biết rằng tất cả chúng ta đều sẵn sàng đấu tranh cùng Tổng thống. Bà Harris nói Tuy nhiên, theo một số cuộc thăm dò, nhiều người Mỹ cho rằng ông Biden không phù hợp với chức vụ tổng thống. Một cuộc khảo sát do CBS News YouGov thực hiện sau cuộc tranh luận cho thấy 72% cử tri đã đăng ký bỏ phiếu không tin rằng ông Biden có sức khỏe tinh thần và nhận thức cần thiết để làm tổng thống. Cuộc thăm dò chỉ ra rằng ngay cả trong số các thành viên của Đảng Dân chủ, khoảng 45% tin rằng ông Biden nên rút lui khỏi cuộc đua. Đảng dân chủ hỗn loạn vì hậu quả màn tranh luận của Tổng thống Biden. Bà nghị sĩ của Đảng dân chủ tại Hạ viện Mỹ cho biết, họ bị ngợp bởi hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi khi đảng này đang tìm cách giảm bớt hậu quả từ cuộc tranh luận thảm hại của Tổng thống Joe Biden và xác định điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Các nghị sĩ giấu tên mô tả tâm trạng sốt ruột trong cuộc họp kín của Đảng dân chủ tại Hạ viện, trong đó, Tổng thống Biden thừa nhận giai đoạn tiếp theo rất quan trọng đối với chiến dịch tranh cử khi ông phải đối mặt với ngày càng nhiều lời kêu gọi từ bỏ cuộc đua. Điện thoại không ngừng đổ chuông, ai cũng nói về điều đó. Một thành viên đảng Dân Chủ tại Hạ viện nói trong chương trình The Lead của CNN. Nhắc đến các cuộc thăm dò cho thấy, mức độ tín nhiệm của ông Biden ngày càng suy giảm và nỗi lo việc ông Biden đại diện cho đảng có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc đua nhằm giúp đảng Dân Chủ giành lại Hạ viện. Một thành viên khác của Đảng Dân Chủ tại Hạ viện cho biết, một trong những câu trả lời của ông Biden trong cuộc tranh luận đối với Donald Trump hôm 27 tháng 6 kết thúc bằng sự im lặng, bối rối và gây thất vọng nghiêm trọng. Huyết áp của tôi tăng vọt. Tôi đi sang phòng khác và uống một ly rượu. Thành tích của Tổng thống quá tệ ngay từ đầu. Đây là lần đầu tiên tôi nghĩ mình có thể thua cuộc đua của mình, nghị sĩ nói với CNN. Nghị sĩ thứ ba của Đảng Dân Chủ tại Hạ Viện cho biết, nhiều người trong đảng tin lời khẳng định của Nhà Trắng và nhóm hỗ trợ tranh cử rằng Tổng thống Biden vẫn khỏe mạnh cho đến khi họ theo dõi cuộc tranh luận. Thành viên đầu tiên cho biết, Đảng Dân chủ đang bị chia rẽ giữa việc tiếp tục ủng hộ ông Biden và đưa Phó Tổng thống Kamala Harris lên làm ứng cử viên của đảng. Có vẻ như những người có quan hệ với ông Biden đều muốn tiếp tục ủng hộ ông, nghị sĩ nói. Một số nguồn tin cho biết, bà Harris có phải là lựa chọn tốt nhất cho đảng hay không vẫn là một câu hỏi. Đó không phải là vấn đề dễ dàng, thành viên thứ hai nói. Thành viên thứ ba của Đảng Dân chủ tại Hạ viện cho biết, một số người không nghĩ đến một ứng cử viên hoàn hảo. Tôi chỉ muốn đánh bại ông Trump và tôi không nghĩ Tổng thống Biden có thể làm được điều đó, vị nghị sĩ này nói. Hạ nghị sĩ bang Washington Mary Grusenkamp Perer nói rằng bà tin Tổng thống Biden sẽ thua nhưng không kêu gọi ông bỏ cuộc. Khoảng 50 triệu người Mỹ đã theo dõi cuộc tranh luận đó, tôi là một trong số họ và đã có khoảng 5 phút vô cùng đau đớn. Tất cả chúng ta đều đã thấy những gì chúng ta đã thấy, bạn không thể xóa bỏ điều đó và sự thật, tôi nghĩ ông Biden sẽ thua ông Trump. Tôi biết điều đó thật khó khăn, nhưng tôi nghĩ cuộc tranh luận đó đã gây thiệt hại, bà Glusenkamp Perez nói với Cato, một chi nhánh của CNN. Khi được hỏi về những lo ngại của Đảng Dân Chủ, bà Lauren Heath, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Biden, cho biết Tổng thống đã nói chuyện riêng với nhiều quan chức trong Quốc hội và các bang chiến trường kể từ sau cuộc tranh luận đó. Hạ nghị sĩ Susan Deben, một thành viên Đảng Dân Chủ ở bang Washington, Chủ tịch Ủy ban Chiến dịch Quốc hội của Đảng Dân Chủ, vẫn nhấn mạnh sự ủng hộ của bà dành cho Tổng thống Biden. Rủi ro mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc bầu cử này cực kỳ cao, điều đó không thay đổi sau tuần trước. Sự lựa chọn vào tháng 11 này rất rõ ràng, Đảng dân chủ muốn quản trị có trách nhiệm so với Đảng Cộng hòa cực đoan bị ám ảnh bởi việc giảm thuế cho các tỷ phú, hạn chế quyền tự do sinh sản và bảo vệ các cuộc tấn công của ông Trump vào nền dân chủ của chúng ta. Các ứng cử viên của chúng tôi là những nhà lãnh đạo đích thực với thành tích đã được chứng minh và tôi vẫn tin rằng Đảng dân chủ sẽ giành lại đa số, bà nói. Tổng thống Ukraine Zelensky muốn ông Donald Trump chia sẻ kế hoạch chấm dứt chiến sự. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông Donald Trump nên công bố lộ trình kết thúc nhanh chóng chiến sự ở Ukraine nếu ông thực sự có kế hoạch này. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Bloomberg hôm 3 tháng 7, Tổng thống Zelensky cảnh báo bất kỳ đề xuất hòa bình nào cũng cần phải tránh xâm phạm chủ quyền của Ukraine. Nếu ông Trump biết cách kết thúc cuộc xung đột này, thì ông ấy nên nói với chúng tôi ngày hôm nay. Nếu có những rủi ro đối với nền độc lập của Ukraine, nếu chúng tôi mất chủ quyền, thì chúng tôi muốn sẵn sàng cho điều này. Chúng tôi muốn biết, ông Zelensky nói. Tổng thống Ukraine cho biết, ông có thể sẵn sàng gặp ông Trump để lắng nghe những đề xuất hòa bình. Nhưng họ không thể lên kế hoạch cho cuộc sống của tôi, của người dân và cả con cháu chúng tôi. Tôi muốn biết liệu sau cuộc bầu cử tháng 11, chúng tôi có còn nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của Mỹ hay sẽ hoàn toàn đơn độc, ông Zelensky nói. Tổng thống Zelensky phủ nhận việc quân đội Nga và Ukraine rơi vào bế tắc trên chiến trường. Ông nói rằng, về mặt nhân sự, quân đội Ukraine đang ở vị thế mạnh so với vài tháng trước, nhưng một chiến dịch mới sẽ yêu cầu các lữ đoàn phải trang bị vũ khí. Trong khi ca ngợi gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD được Quốc hội Mỹ thông qua trong năm nay sau 6 tháng trì hoãn, ông Zelensky vẫn phàn nàn rằng thiết bị quân sự mất quá nhiều thời gian để đến được tiền tuyến. Đây là bi kịch lớn nhất của cuộc xung đột này giữa quyết định và thực tế. Chúng ta phải chờ đợi rất lâu, ông Zelensky nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị, xin hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.